Gần 17 giờ ngày 19 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 12 vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy công ty gỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ công ty gỗ trên đường Thới An 16, phường Thới An, quận 12 nên hô hoán dập lửa. Do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận tin báo, phòng BC07 cùng công an quận 12 đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tiến hành chữa cháy. Gần 2 giờ sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy bước đầu không có thương vong, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.